Ông Bùi Công Phú, người đã làm lính trong hầu hết thời gian ông Trần Thanh Ngữ là trưởng phòng thể dục thể thao Q1, thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 1982 đến 2000, chia sẻ rằng thành công của bóng đá nữ Việt Nam ngày hôm nay không thể không nhắc đến sự đóng góp quan trọng của ông Trần Thanh Ngữ. Vào khoảng năm 1984, ông Trần Thanh Ngữ đã bắt đầu ấp ủ xây dựng bóng đá nữ, mặc dù lúc đó việc này vẫn bị cấm. Ông âm thầm tập hợp các em nhỏ từ các đội đá cầu như Lưu Ngọc Mai và các em của đội Điền Kinh để huấn luyện bóng đá. Dù đối diện với nhiều khó khăn và thiếu thốn, sự quyết tâm của ông Trần Thanh Ngữ đã giúp vượt qua mọi trở ngại. Một kỷ niệm đáng nhớ là chuyến đi Tiền Giang khi ông Trần Thanh Ngữ đưa đội nữ Q1 thi đấu và dẫn theo đội aerobic biểu diễn để thu hút người hâm mộ. Tuy nhiên, đội bị cấm và bị chặn xe. Ông Trần Thanh Ngữ đã sắp xếp cho đội chạy sớm và ngụy trang để tránh bị phát hiện. Ông Bùi Công Phú cho biết rằng đầu những năm 1990, bóng đá nữ bắt đầu giải thoát từ những rào cản tư tưởng và sự định kiến xã hội về việc con gái không thể chơi bóng đá. Bên cạnh đội Q1 tại thành phố Hồ Chí Minh, đội Hoa Học Trò do ông Hoàng Vĩnh Giang, nguyên giám đốc Sở Thể dục Thể thao Hà Nội, đã được thành lập và phát triển. Sự thành công của các cầu thủ nữ Việt Nam ngày nay đã xứng đáng được so sánh với các cầu thủ hàng đầu thế giới.